Hôm nay mình sẽ tiến hành quan sát một ổ ong lá nha các bạn. Ong này cũng gọi là ong lá, nhưng mà ong lá tích vàng. Còn ong lá đợt trước mình quan sát đó là ong lá tích đen các bạn. Ong lá đen thì làm tổ bự hơn và con nó bự hơn. Còn ong lá tích vàng thì tổ nó nhỏ và con cũng sẽ nhỏ hơn nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình cùng nhau quan sát hoạt động hàng ngày của loài ong lá này như thế nào nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi với mình. Để mình thử mình lấy cây mình chọc cho thử coi sẽ phản ứng như thế nào ấy. Thấy bạn không, thấy nó bu rồi đó. Rồi ông này có vẻ hiền hơn là ông lá kia bạn ơi. Ông lá kia nhìn thấy ghê lắm. Đây là ít nó hơi màu vàng nha bạn. Ít nó màu vàng, có viền vàng đây. Còn ông lá kia nó đen không à. Ông lá kia nó cũng cái hăng nó cũng hơi đỏ giống như ông lá này. Khác nhau đó là có cái viền vàng ở đít thôi bạn. Đó, cái đầu cũng giống nhau vậy đó. Nhưng mà cái phạm vi tổ của nó nhỏ hơn nè, nó hay nhỏ hơn à. Nhỏ hơn nhiều. Cá thể nó thì cũng ít hơn. Để mình đếm thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khoảng 10 cá thể bạn ơi. Cánh của nó này. Cái đầu này. Cặp mắt của nó không? Bạn coi. Cặp mắt nó to bự. Ông nào cũng vậy. Hai cái gâu đó nè, dùng để phát tín hiệu liên hệ liên lạc với nhau đó các bạn. Mấy loài ong này nó không hút mật các bạn. Nó được chủ yếu săn côn trùng. Như là sâu, cào chấu rồi các bạn. Mấy con vật. Nó chủ yếu săn đó, chứ không phải là như ong mật hút mật như vậy dùng để. Ong mật nó hút mật, còn này ong này dùng để nó chuyên là đi săn mấy con cào. Sâu rồi đó. Thế mà hay không? Thấy cặp mắt của nó không? Cặp mắt của nó nè. Nó dùng gâu để giao tiếp với nhau bạn. Tưởng mình đang giao tiếp với nó đó. Giờ mình mới bắt được con cào cào bạn. Giờ mình thử mình đưa cào cào vô coi. Coi phản ứng nó như thế nào nha các bạn. Mấy cái này con, đúng rồi, con cào cào con. Ôi, con cào cào đá kìa bạn. Cào cào nó quá đá rồi. Cái này giống châu chấu hơn chứ phải cào cào bạn. Đó đang tấn công kìa. Đó. Quá rồi, quá tấn công rồi. Con cào cào này, con chó trống này cũng không chịu thua đâu bạn. Dùng chân nó đá kìa.
Qua đây. Ủa, nó xí lại tấn công kìa. Ủa, đá mạnh dữ vậy. Ừ, nó tấn công đá quá đá rồi. Vô không được rồi bạn ơi, mấy con ông này vô không được, con cào cào này vô chỗ này. Ý là mình đã xiên cái bụng con cháu cháu rồi đó mà nó còn đá mạnh như thế. Đá mà các bạn nghe đá không, đá bốc 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 bốc. Nó đá kìa. Nó đá kìa. Đá vào ngược các bạn. Đó đá kìa. Đá kìa. Có lẽ đây là đối thủ khó khó nhằn với mấy ông này rồi. Ông này muốn bỏ cuộc cái gì mà. Dẫn những cú đá đó làm cho bọn mấy con ông này không có khả năng này. Cắn đi. Hôm nay mình quan sát bao nhiêu đây thôi nghe các bạn. Chủ yếu là ông này nó có gì không, nó có làm chứ, nó chủ yếu quanh quẩn tổ vậy thôi. Bữa nay mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt các bạn.